Đây là xe hoa của xã Long Hòa, huyện Phú Tân quý vị. Cô chú cũng đang chuẩn bị xe hoa để đón mừng ngày đại lễ lần thứ 84 ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Ban trị sự xã Long Hòa, huyện Phú Tân làm theo các câu giảng của Đức Thầy. Đức Hoàng hậu Ma Gia phong nhã, sắc đẹp giường ngọc thốt qua cười, và bạch tượng từ ở chốn không trung, bỗng xa xuống mình bà hối hả. Tiếp theo tôi xin giới thiệu về ý nghĩa của hình tượng voi trắng sáu ngà của ban trị sự xã Long Hòa, huyện Phú Tân. Theo kinh Phổ Diệu có chép rằng, thì từ ở trên cõi trời đâu sức, Bồ Tát liền thả quy linh xuống và hóa thành con voi trắng, miệng có sáu ngà. Con voi trắng thì biểu hiện cho sức mạnh và lòng đại từ bi của Đức Phật. Ngoài ra, voi trắng tức là bạch tượng còn đại diện cho trí tuệ hoàn hảo và quyền lực của hoàng gia. Sáu ngà để biểu hiện cho lục độ gồm có: 1. Bố thí, 2. Trì giới, 3. Nhẫn nhục, 4. Tinh tấn, 5. Thiền định, và 6. Là trí tuệ. Ngoài ra, 6 chiếc ngà của bạch tượng còn tượng trưng cho 6 phép thần thông vô lậu của bậc Bồ Tát. Và điều đó cũng có ngụ ý rằng Đức Phật sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại vô minh bằng việc sử dụng 6 chiếc ngà tượng trưng cho lục độ, vượt qua mọi chướng ngại tà ma và chứng đắc đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn 4 chân voi là biểu hiện cho 4 điều như ý, tức 4 dạng thiền: 1 là sơ thiền, 2 là nhị thiền, 3 là tam thiền và 4 là tứ thiền. Đây là mô hình của ban trị sự xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, nhằm để kính mừng đại lễ lần thứ 84 ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ.
con thì thành quý cư sĩ. Dạ. Cái này mình có chạy thử không hay quá hay? Sau khi mình làm xong á. Dạ dạ. Là mình chạy vậy Tân Châu. Dạ. Yeah.